Xin chào mọi người ha. Bữa nay sáng có một chút coi như là bất ngờ là Tía không có đi làm bữa nay. Tía với mẹ phải nghỉ làm bữa nay ha. Mẹ thì ở nhà coi chừng Trúc Linh, còn Tía thì Tía sẽ chở Mr. Đạt đi vô bệnh viện gấp luôn á. Này là mình phải gọi là gấp luôn ha. Thì cái sự việc nó xảy ra rất rất là nhanh nên mình cũng không có ngờ được là ngày hôm qua ông Đạt ổng Tiết kêu ổng dẫn Tiết nguyên gia đình mình đi đi biển chơi, tại ngoài biển có cái lễ hội chơi á, dẫn Trúc Linh với Vienna nữa, thì nguyên cả nhà đi làm về sớm cái kéo nhau đi ra biển. Thì mình đi ra biển đông lắm các bạn, đông vui lắm bình thường. Cái bắt đầu ổng mới đi kiếm chỗ đậu xe để Tiết kể lại câu chuyện nó như thế nào. Tiết kiếm chỗ, ổng đi kiếm chỗ đậu xe xong rồi ổng mới gọi Tiết, ổng nói là ổng kiếm được rồi, rồi ổng mới đi bộ vô. Thì ổng đi thì ở Tiết mới, ổng mới hỏi Tiết ở đâu, thì Tiết nói em ở đó, thì anh cứ đi tới đó là anh gặp. Ổng đi tới nửa đường thôi à, chưa tới nơi nữa là ổng mới nói Tiết là ổng không có đi nữa, ổng đau chân quá. Thì Tiết mới nghĩ ổng nói chọn cha nội này đi mới có chút xíu bị đau giò. Bắt đầu cái Tiết mới đi tới Tiết tìm ổng. Từ tiếng mới thấy ổng đi, trời đất ơi các bạn, ổng đi không được luôn, cái chân của ổng đi hả giống như là bị cái gì mà ổng đi không được luôn á. Xong bắt đầu cái tiếng mới nói cái gì mà dữ vậy, bị cái gì? Ổng nói ổng bị đau chân. Cái ổng đứng ổng quay phim chút xíu, cái tiếng mới nói thôi đi về, không có chơi nữa đi về. Trời ơi các bạn biết ổng đậu xe không? Ổng đậu xe hả, nguyên một gia đình Tiết đi bộ tới chiếc xe nửa tiếng đồng hồ chưa tới, nửa tiếng đồng hồ luôn. Trời lúc đó Tiết nổi điên dễ sợ lý với mẹ Tiết bực ghê hồn luôn. Mệt, ổng thì bị đau chân, ổng đi đâu có được các bạn, ổng đi không được luôn á mà đậu chiếc xe nửa tiếng đồng hồ. Bắt đầu Tiết với mẹ mới bực lên, mới nói mẹ, mới nói mày á, mày nói nó mày mốt á, đừng đi chơi mà đậu xe như vậy, đừng có đậu nữa, chân bình thường thôi, đậu như vậy là đã xa rồi, đằng này còn chân đang đau mà đậu như vậy nữa. Mà thật sự là cả nhà không có biết cái chân ổng nó đau như vậy luôn. Tại vì á, ổng đau coi như là cả tháng nay rồi mà ổng không có nói, ổng giấu. Hôm bữa ổng có nói Tiết là ổng bị đau lưng. Đó, ổng bị đau lưng thôi, còn chân thì ổng mới bị đau đây. Rồi ngày hôm qua mình thấy ổng đi bộ lết tới chiếc xe mà Tiết có thì các bạn Tiết xót ruột. Mà hả, mình vừa xót ruột mà mình vừa nóng máu ổng lên. Mình nói thằng cha, ông Tiết nói anh á, chân đã đau rồi mà còn đi kiểu đó nữa, còn đậu xe kiểu đó nữa. Tại sao hồi nãy biết vậy thì thôi đi về đi, đâu có nhất cái này, đâu có nhất thiết phải đi đâu. Đó, bắt đầu ổng mới nói ha, thì lỡ đậu rồi cái bắt đầu các bạn đâu có đi lên đi tới chiếc xe nổi đâu, đâu có đi lên được, đi nửa đường là đứng luôn. Là Tiết là ổng mới chỉ chỗ cho Tiết với bé Thanh đi lên lấy chiếc xe về đón ổng đó các bạn thấy không. Nên bữa nay á, Tiết bắt ổng phải đi vô bệnh viện liền tức khắc luôn để khám coi ổng bị cái gì mà cái chân ổng đi không được, cái lưng ổng đau mà bây giờ nó đau xuống tới cái chân luôn. Xong mới bắt đầu cái thì sáng nay là bé Thanh đi làm rồi, thì Tiết ở nhà với mẹ rồi bắt đầu họ Tiết chở ổng đi. Cái hai sáng này ổng ngủ dậy ổng nói chân anh bớt đau rồi thôi khỏi đi. Tiết xử cho một tăng, Tiết nói bây giờ chân ông hết đau tôi cũng bắt ông đi nữa, phải đi vô bệnh viện coi nó, người ta khám coi ông bị cái gì đó chứ khơi khơi không có gì, không có thể nào mà để y được mấy cái chuyện này. Rồi các bạn biết sao, chẳng lẽ bữa nay nè là ảnh ấy á, mướn xe, mướn chiếc du hò đi chở mấy ba tấn mấy da vậy đó, Tiết không biết gọi bằng gì, đất trồng cây về xong rồi chở nguyên một cái cây bự thật bự về nhà để trồng nữa. Nhưng mà lý do gì cách đây hai bữa gọi Tiết nói Tiết là thôi chắc năm nay khoan cái vụ đất đi, chân anh đau quá. Mà Tiết nghĩ ông đau thì Tiết nghĩ là như đau lưng thôi, đau nhẹ nhẹ mà đâu có biết là đau đến mức độ mà đi không nổi như ngày hôm qua là chứng kiến đâu đó. Tại vì ngày hôm qua là đi của đoạn đường quá dài, đâm ra bắt đầu đi đâu nổi nữa các bạn em. Đã mới tốt lành mới từ bỏ cái ý định mà trồng cây với trồng đất đó. Mẹ Tiết mới nói lúc trên đường đi lấy xe, mẹ mới nói cái này là do nó ở nhà nó trồng cây, nó khiêng mấy cái đồ nặng nhiều quá đi. Nguyên cái mùa hè coi bằng là ảnh hứng thú quá các bạn biết không, coi bằng là mà không có biết Tiết nói các bạn, mà Tiết đi về nhà là coi bằng là chỉ có lăn ra ngủ thôi chứ không có làm được cái gì, đừ người đó, coi như không biết làm cái gì á. Ban ngày ở nhà trồng cây trồng trọt, mình trồng để cho vui thôi chứ đâu phải trồng để mà đến nỗi mà bị đau đến mức độ như vậy, giống như đá đó này kia đó là khiêng vô một mình. Còn cái vụ đất ha, sẵn đây Tiết nói luôn, cái vụ đất hôm bữa Tiết ổng đi coi xong á, cái người ta nói là cái tiền công mà người ta bỏ chở đất tới cho mình, như người ta chở đất cho mình luôn có 4 mấy đồng. Ổng mới nói thôi
tốn bốn mấy đồng chi để anh tự khiên. Cũng cái tật đó, cái tiết xử cho một tăng. Tiếng nói già mà không có nghĩ là mình già, lớn tuổi rồi, càng ngày càng lớn tuổi phải lo cái sức khỏe của mình đi. Ông làm như ông còn trẻ lắm, giờ ông tưởng ông như 20 tuổi hay gì đó. Bây giờ đó, vừa mới nói mấy ngày sau đó, giờ là đi không nổi luôn, là cái tật là không ỷ y sức khỏe. Các bạn cứ nghĩ là mình còn trẻ, mình khỏe mạnh không à. Nó giống như cái nhà này là dọn qua đây là một mình ông dọn không đó, các bạn thấy không? Giờ thay đồ chồng rồi, tí kia ông vô thay đồ đi, chuẩn bị đi. Mình ngồi đây mình nói ổng cho, phải nói không có mặt ổng mình mới nói được, có mặt ổng mình nói không có được đó. Nói cho các bạn biết đó, ham hố làm mấy cái giường này nè đó. Bây giờ mẹ nói từ ra sắp tới nha, đừng có bậy mua đá mua đất làm cái này cái kia cho tao à. Đi ra, đi ra. Rồi ly cà phê của mình đây, rất là ngon, rất ngon đó. Đó làm nữa cây này phải để đâu, để một chỗ đàng hoàng. Bây giờ mình đợi ổng xong là bắt đầu mình sẽ đi vô bệnh viện với ổng các bạn. Đó, bữa nay là phải gọi là bắt đi luôn á. Sáng nay ngủ dậy là không chịu đi rồi đó. Đổi ý, không sao. U50 là bưởi, chứ không phải U20 đâu. Y như cái sạch xì ta bất luôn, y hệt luôn, uống rất là ngon. Nhưng mà thiếu cái quay mocha, chứ mua quay mocha. Mua caramel mà mình chưa order quay mocha. Cái gì? Ừ, ok thôi, giờ không có bầu bí gì nữa đó. Bưởi đi lại đây giùm tôi một cái đi bưởi. Giờ này còn bầu với bí nữa, bệnh lắm. Không có còn một trái nào hết trơn. Đó, coi các bạn thấy không? Đó, handicap. Đó, chính chính xác luôn rồi. U50 mà làm như còn trẻ lắm nha. Xong chưa? Đi nhanh nha. Ok. Thiệt. Vô bệnh viện thiệt coi. Một chút nữa vô bệnh viện á, tí sẽ cố gắng tí quay được cái phần này, tí sẽ quay cho mọi người biết ha. Chúc Linh ơi, Chúc Linh à, bây giờ mẹ chở ba đi bác sĩ nha. Ba bị đau chân đó hôm qua con nhớ không? Ba đi không được luôn con nhớ không? Con ở nhà với bà ngoại giỏi nha không? Ok, con có buồn không? Buồn hả? Yeah. Ok baby, bye. 1, 2, 3, vô. Con chào ông bà cô chú. Hôm nay mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi chỗ ba đi làm. Đâu phải đâu, ba đi đâu đó? Này mẹ mới nói. Bác sĩ. Đúng rồi, tại sao? Tại ba đau chân. Ồ, con tội nghiệp ba không? Ừ, ok. Ở nhà với bà ngoại ngoan nha không? Rồi, xin chào mọi người. Mình là đang trên đường anh ấy mình nói cho đúng. Đang trên đường đi vô bệnh viện với anh ấy. Đó, mà anh ấy là cái người dẫn, là cái người lái xe. Dụ kêu dữ lắm mới đi đó, chứ không thôi là cũng không đi đâu. Sao anh, cái lưng anh sao rồi? Cái lưng anh cũng bệnh rồi, giống như hôm qua đó, đâu gì đâu vậy. Là cũng đau y như hôm qua vậy đúng không? Không, ít hơn hôm qua, cái lưng mà là cái chân. Nhưng mà em nhớ anh nói em là anh bị đau cái lưng trước, xong bây giờ nó mới lên qua tới cái chân. Nó tóm lại hai cái qua lại và cùng lúc qua lại luôn á. Anh không có cách nào mà anh giải thích được bản thân anh luôn. Mà cái lưng cũng là cái vấn đề trong đó nữa, rồi cái chân cũng là vấn đề trong đó nữa. Nhưng mà cái chân không phải là cái chân, mà là cái like ở bên cái hông dưới của cái phía bên xương dưới này nè. Ừ. Nó nằm ở đâu phía dưới đó, nó giống như là bị dọc bẻ mà nó không có buông da đó. Dọc bẻ thì ai cũng bị qua rồi, không thể nào không biết. Thì cái dọc bẻ thì nó cũng sẽ từ từ nó nhả da, phải không? Còn này nó giống như cái dọc bẻ mà nó cái dính, nó cứng, nó hoài luôn, nó không bẻ ra làm mình bị khó khăn. Nếu mà nó nhiều hơn á, lúc mà thời gian mà nó bị nhiều nhất của nó là nó làm cho mình không thể nhúc nhích được luôn, và mình nhúc nhích là giống như mình bị sụn luôn, bị té luôn á. Thấy không? Nó vậy. Vậy thì lúc mà làm giường có bị đau không? Không. Thấy chưa? Tôi biết mà. Lúc làm tập trung quá lấy gì đau. Làm đến nỗi mà bị đau lưng đau chân mà không hề biết luôn. Cái hồi làm xong rồi mỗi ngày mỗi chút từ từ nó mới nặng lên đó. Bắt đầu là bây giờ là ổng khum, ổng đánh răng không được luôn các bạn.
đó. Ông nói tiếng ông đánh răng không được luôn. Thì các bạn nghĩ sao? Phải đi để coi bác sĩ kiểm tra thôi, chứ đâu có ỷ y được mấy cái chuyện này đó. Làm như là còn U20 mình gọi mình nói ông hoài à. U50 là bưởi. 50 với là 20 là do cái đầu của mình thôi quá vậy. Thôi đừng có nằm mơ, không có cái đầu nào ở đây hết trơn á. Cái đầu của tôi vẫn còn 20 thì tôi vẫn là 20 thôi các coi. Không phải mình không có nói tóc bạc quá vậy. Cái đầu 20 mà cái body là 50 là bưởi. Đúng vậy, cái đầu tôi vẫn còn là 20 các coi. Bởi vì cái đầu 20 đâm ra nghĩ là mình còn sức khỏe, chay lực lượng, chay chán vậy lắm. Khiêng đồ nặng cái gì cũng phải để anh. Để anh làm được, cái gì anh cũng biết làm hết trơn á. Đúng rồi. Nó hồi kỳ đòi làm nguyên cái sân luôn mới ghê. Làm xong bắt đầu tôi không biết ra làm sao luôn. Cái gì cũng muốn làm hết trơn. Nó sẽ đẹp nhất nhà. Ừ. Làm chắc được phân nửa sân. Nó đẹp nhất nhà luôn. Cái gì cũng dành hết đó. Bởi vì anh đâu có so sánh nhà với nhà hết. Bởi vì sáng mẹ mà hôm qua mẹ nói luôn, mẹ nói mày làm ơn mày nói mày làm ơn không có gạch đá gì sân vườn, không có khiên gạch khiên gì với tao nữa hết á. Mẹ nói. Đáng vậy mà nóng máu, nãy mình có nói chia sẻ lúc đầu nóng máu nhất. Mẹ với bé Thanh với mình đi lên cái dốc kiếm cái xe, trời ơi nổi điên lắm các bạn. Đã chân ổng đã đau nhưng mà ổng không có nói cho gia đình biết là nó đau nó nặng cỡ nào, thì làm sao mình biết, phải không? Thì chân mình đau mình phải là cái người biết. Đậu cái chiếc xe đi nửa tiếng đồng hồ, đi nửa tiếng đồng hồ, người thường đi còn mệt nữa, đừng có nói cái chân của ổng đi nửa đường là đứng bỏ cuộc, đứng tại chỗ luôn. Vợ ơi, lên lấy xe xuống chở anh đi, anh đi hết nổi. Còn lên dốc nữa chứ, các bạn thấy không? Đó. Xong mẹ mới nói, trời đất ơi, chân bình thường không đau là đi cũng không nổi nữa. Đằng này cái chân nó đang đau mà nó đậu xe vậy mà nó đi được, tao cũng nể nó luôn. Đó, mẹ nói vậy nè. Bó tay luôn, vừa mình với mẹ với bé Thanh vừa đi mà vừa, các bạn hả? Vừa nóng máu mà vừa bực bội mà vừa mắc cười chả nữa chứ. Chưa từng thấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi bỏ những cái phần hàng của bé Thanh với lại cơm cháy, mình đi ship cho mọi người đây. Đó anh, đem cái vỏ phải không? Bây giờ mình anh xách không có nổi đâu, thôi anh quay đi em xách. Ông đi ông, anh thấy các bạn thấy tướng không? Không phải nói là mình, không phải nói là mình quay phim mà mình đóng kịch đóng phim đâu nha anh. Nặng không? Không. Cho em 4 cái đó. Ok. Mà cái đó cũng nhẹ các bạn. Đây cái này cũng nhẹ nên không sao ha. Cho em 4 cái nhẹ luôn rồi đó. Anh phải làm sao chứ mà anh làm sao mà anh để việc nặng cho em làm hết là coi như là không có được rồi đó nha. Phải dưỡng sức khỏe rồi đi chứ, già rồi bưởi. Nếu mà anh không có không đi đứng nổi đó thì nguyên cái vườn rau đó cho vợ để mà được á, duyệt em duyệt, không có cọng rau nào để ăn đâu. Nhớ đóng nó xuống nha vợ. Okay. Ok bây giờ mình sẽ phụ ổng khiêng cái thùng đó luôn các bạn, thấy tội nghiệp không? Đi. Hai đứa đi vô chung một lỗ. Không được, không được. Không được hả? Vừa sao không? Trời. Một để sẵn đây vô điện, tự nhiên mình sực nhớ là một cái câu chuyện hơi ngắn gọn chút xíu. Làm anh cũng không hề biết đâu. Em có một cái ấn tượng trong cái bưu điện đó rất là lớn. Mỗi lần mà tiết vô bưu điện của Mỹ nha là tiết đều tưởng tượng tới cái cảm giác mà nhận quà từ bên Mỹ về là ông này. Lần nào cũng vậy hết trơn á. Không biết tại sao luôn. Mà trong khi á, ổng đâu có gửi gì cho mình nhiều đâu, ngoại trừ mấy lá thơ. Với mấy cái đồ này kia trong bưu điện á. Tại vì mỗi lần mình vô bưu điện là mình có cảm giác là mình đang ở Việt Nam mà mình được quà từ bưu điện bên Mỹ gửi về. Không biết tại sao luôn. Ngộ nghĩnh vậy đó. Kỳ không anh? Cái phần đi vô xe đó là cái phần khó của anh chứ không phải phần đi ra.
Ôi vậy hả? Vậy, cái phần đi ra không có khó, mà cái phần vô quá là khó. Là bởi vì nguyên cả cái phía chỗ này nè, ở dưới cái mông ở nằm phía trong cái phía xương á, nó không dính líu tới cái mông của mình mà là cái miếng xương ở đó đó, nó không ngay cái lưng luôn, thấy không? Nó ngay cái xương, cái mông mình có hai xương này nè. Đó, nó nằm ở trong cái đó. Thì nó bị đau. Cho nên anh không biết là nó bị tổn thương gì. Nhưng mà hỏi thiệt nha, tối anh ngủ giờ có quất mông anh không vậy? Cái mông anh ngủ, em còn ngủ trước anh nữa, mắt mới vô tôi quất mông mông đâu biết đâu, anh ngủ coi như là mấy cục đá nó hành ông ấy, chứ mông tôi nào quất mông mông. Cục đá nó có hành thì cũng hành cái lưng của anh thôi, thì cái lưng đó. Nó lay xuống tới cái mông, cái lưng nó lay xuống cái mông luôn. Anh không rồi biết mấy cái giường bầu giường bí nó hành ông á, anh không biết cái giường đó chứ cái nào hành ông. Nghĩ là tối giờ quất của anh á, không có quất mông chứ nào còn... ở đây hết trơn á, chứ còn không thể nào mà nó bị một cách không có giải thích được. Cho biết hơn, bớt làm giường làm đồ lại đi. Bớt làm giường lại, không có ớt em ăn đâu giờ. Đừng có chậm làm ớt thôi, đừng có chậm với nữa hết á. Mình xin bổ sung. Nhìn anh mắc cười quá. Mà không, các bạn biết sao? Ổng bị vậy á, tiếc có như là thấy tội nghiệp thì cũng có chứ hay là không, nhưng mà tôi mất cười á, là tiếc nó ra cho vừa á, cái bớt cái tội là tự cao mình khỏe mạnh trai tráng này kia lắm, không có biết là mình già rồi, tôi nói ra cho bớt làm nặng lại giống gì chứ. Tôi không có già đâu, già không có già chút một xíu nào hết trơn đâu coi, cái đầu óc anh vẫn còn 20 luôn coi. Còn cái chuyện sức khỏe của anh nó có yếu thì cãi cha nó, nhưng mà cái này gọi là bệnh gì không, bệnh tư tưởng, đầu óc 20, anh 20 vậy. Cho vừa mới mắc cười hoài à. Tí với mẹ nhìn cái tướng ổng đi nói cho vừa cho bớt khiên đó, quỷ kế hoạch cái gì à, mua đất chứ mua cây luôn các bạn. Không phải quỷ mà là đình công, chứ không phải quỷ đình công. Giờ có năm sau thôi anh, e vợ ơi anh đau lưng quá, anh nghĩ anh làm không nổi đâu các bạn thấy không. Cái gì quên này, hãy tính nói là mình nhà mình vẫn tiếp tục nhận order cơm trái. Wow. Wow, đúng rồi, công việc vẫn là công việc các bạn thấy không, đúng không? Thì anh ấy có đau chân đau lưng nhưng mà mình vẫn ship cơm trái được như thường, nên anh chị cứ tiếp tục ủng hộ cơm cháy. Và bé Thanh vẫn bán những cái loại mỹ phẩm của Hàn Quốc, Hàn Quốc chính cống nha các bạn, từ bên Hàn Quốc ship qua luôn á, Hàn Quốc nè, rồi những cái đồ dưỡng da, kem dưỡng da này kia, nên mọi người cứ tiếp tục là liên lạc nếu mà có cần nha. Cái đầu dày của ảnh đi bệnh viện các bạn thấy không? Đó, chồng của mình đó đang đổ dậy đổ giới đó, cái gì mà hẹn cả. Trời các bạn, Tiết mới thấy ổng nói chuyện lúc mà lúc check in để mà mình nói chuyện á, ổng nói với lại cái người đó là ổng hồi tối hôm qua ổng té rồi, đất ơi, ổng giấu mình. No. Were you ever positive for COVID? No. And have you had the vaccines? Yes, all both. What brings you to the emergency room today? I have a really chronic back pain for a few months. Okay. And recently it go more than just the back pain, but it's actually go to the side of my leg, here on my right side. Yeah. I don't know what the correct term to use, but it's like how you get the muscle cramp. Mm-hmm. That cramp, it just like doesn't release. Hồi nãy em nghe anh nói là anh té là tối rồi. Thì cũng thì có, nhưng mà không có, không đến nỗi quá tệ. Trời đất ơi, và lúc đó sao ông kêu em? Em đang cầm cái cà rem ở đâu, ở chỗ đường nào ở dưới Trúc Linh đó vậy, chứ em đâu làm sao biết. Ủa té gì? Ủa chứ mày, ồ đi bộ té hả? Hả? Ô mày có, nãy giờ mình nghe mình tưởng ông ngủ ông té, mình nói ủa. Anh ngủ bị da quất mông anh thì có, chứ ngủ sao té. Ngủ mà té. Cái đó
cái gói gọi là té giường chứ không phải ngủ là té, hiểu không? Tiếng Anh mình giỏi quá, mình nghe sao ổng đi ngủ không té, bởi mình mới hỏi ủa sao chưa nghe. Dễ sợ té vậy luôn á, hàng chi đi tới nửa đường mình đứng thẳng mình chưa ổng đi nữa, ổng nói ổng đi hết nổi rồi, mình đâu có biết ổng té. Đậu xe gần quá mà hỏi sao ổng té, thì anh đậu xe như vậy là đâu có sao đâu vậy. Nếu mà anh đi không có tí mà không xa. Dạ, nếu mà anh không có bị đau cái đó không có xa gì hết trơn á vậy. Okay, nó bình thường. Tại vì anh bị đau cho nên nó cái thời gian nó đi nửa tiếng với anh không bị đau, thời gian đi trong vòng 15 phút thôi. Giờ mình đợi mình ổng check in xong hết rồi, giờ đợi bác sĩ gọi vô để khám coi ảnh bị cái gì nè các bạn. Bác sĩ cũng không biết anh bị gì đâu. Sao không? Cần phải khám anh chứ. Anh cũng biết anh bị gì sao bác sĩ biết? Dĩ nhiên là ông không biết là bác sĩ người ta mới biết cho mình nói chuyện. Mình phải biết bản thân mình bị gì đúng không? Chẳng hạn như anh đói bụng. Bị đau thôi. Chẳng hạn anh đói bụng anh mới biết anh đói bụng. Bác sĩ mình sao biết anh đói bụng? Ủa mắc cười quá, ông đau ông biết ông đau nhưng mà ông biết ông đau cái gì? Không, cái đó bác sĩ anh biết. Người ta kiểm tra người ta mới biết ông bị cái gì. Thì đúng rồi, phải kiểm tra mới biết anh bị gì. Lì không. Chứ còn ngồi bác sĩ biết anh bị gì đâu có, bác sĩ đâu biết anh bị gì. Đúng không? Anh phải nói cho bác sĩ nghe bác sĩ anh bị cái gì. Đúng không? Hello. Nghe mùi khử trùng ở trong đó, mùi alcohol, cái mùi alcohol rất là nhiều nhất. Yes. Mình sợ vô bệnh viện lắm. Mỗi lần vô đây mình nghe mấy cái mùi này là mình muốn xỉu luôn. Cái mùi alcohol đâu có hôi đâu vậy. Cái nhưng mà mình nghe này, cái mùi mình cảm giác là mình biết mình đang ở trong bệnh viện liền. Dạ. Không, nó không có vui. Dạ. Cái không. Mùi nó không phải là hôi thối hay gì, nó có mùi alcohol mà. Nghe mùi sắc trùng không à, vừa bước vô là nghe không, dữ rồi. Bây giờ đang nằm đợi bác sĩ tới khám cơ bị gì. Cái giường này êm lắm vậy. Rồi sao? Êm bằng cái giường ở nhà không? À không, cũng như là không. Tưởng nói hơn nhưng mà, nữa. Nhưng mà gọi đây nó cũng thoải mái cơ. Thoải mái không? Ừ. Lưng đang đau bởi ngồi phái liền. Ừ. Mình tưởng bữa nay đi vô đợi lâu quá ha, nhưng mà rốt cuộc cũng nhanh, anh cũng đỡ. Rồi các bạn, bác sĩ mới vô khám anh ấy nãy giờ, mình không có quay được thì có bác sĩ đó nên mình không có quay. Thì đại khái Tiết tạm dịch lại là những cái gì Tiết hiểu coi ổng có phản đối không nha. Là bác sĩ nói là tạm thời sẽ không có cho ông đó anh Đạt đi chụp hình x-ray gì hết, họ sẽ vô họ thử máu rồi hết. Wow. Bác sĩ nói coi như là hết 50 phút. Em dịch lại còn có 30 giây vậy. 30 giây. Sao? So, thì bác sĩ coi cái nhìn đụng chỗ này đụng chỗ kia coi anh có bị đau chỗ đó không. Nhưng mà cái vấn đề đau của anh không phải nằm ở ngoài da thịt để đụng cái là ồ chỗ đó đau để biết. Nó nằm ở phía trong á. Xong rồi bác sĩ nói thì coi như là bây giờ có đi chụp hình x-ray đi nữa nó cũng không giúp được để về mà giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên họ không có sử dụng cái vấn đề chụp hình x-ray. Nhưng mà lẽ ra anh cũng mong là coi họ chưa chụp x-ray coi trong đó mình có bị bong gân, sưng gân hay là bị cái gì không á không. Chứ coi như là ấy mình đâu biết. Xong nhưng mà họ nói thì có một cái loại thuốc nó cho những cái người mà bị đau về những cái gân đó. Cái gân đau đó. Thì mấy cái đó có thể đau trong vòng từ 4 đến 6 tuần lễ rồi. Thì của anh đã hơn thời gian đó rồi. Cái vấn đề đau của anh đã hơn 6 tuần lễ rồi. Nếu họ cho thuốc đó thì anh uống đi với đâu hết sao? Thì đó thì ban đầu anh không chịu nhưng mà nếu mà không có gì hơn thì chắc phải thử thôi chứ sao giờ. Tại anh không muốn thuốc mấy cái thuốc đau uống bị ghiền. Mấy cái thuốc đau uống thôi mà, đâu phải là uống hoài đâu mà ghiền. Dạ, ông không có gì làm ông ghiền đâu ông ơi. Sơ vậy thôi. Còn cái cổ bị tàn hắn, bị đau trong cái cổ đó thì cái đó họ phải đi cắt amidan qua bên chuyên môn để mà coi, họ coi cái cổ của anh chứ còn bác sĩ cũng không cho biết được gì hết. Bây giờ đợi bác sĩ vô thử máu. Thử máu rồi nhỉ. Thử máu coi bị gì. Nếu vậy thì có thể là anh bị cái bong gân á, cái gân cái nớp của anh nó khiên nặng nó bị co giãn hay này kia. Thì đó cũng có thể là vậy. Coi.
Does your blood pressure usually run a little high? I never checked before. Rồi xong rồi mọi người. Mà vấn đề là đi vô bệnh viện đi ra còn đau nặng hơn nữa. Không hiểu được. Thì bác sĩ tóm lại là bác sĩ không có cho đi x-ray gì hết, chỉ cho thuốc uống thôi. Đó. Thì họ nghĩ là ảnh bị về cái gì hả? Không, nó bị cái gì hả? Cơ thể nó bị gì đó. Chắc anh làm nhiều quá, cái muscle của anh nó bị cao, bị sưng cái chân. Không biết nữa, bác sĩ nói mấy tiền. Thì bây giờ xong hết rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mình lấy xe đó, xong rồi mình sẽ đi về. Ok, xong rồi. Video bữa nay là kết quả là vô bệnh viện đi ra còn tệ hơn, chỉ cho viên thuốc uống thôi. Nhưng mà có nghĩa là họ có nghĩ là không có gì nặng, đâm ra họ mới không có cho anh đi kia nọ, cũng mừng chứ. Bởi vậy sợ nhất là họ thử máu xong họ nói mình coi như là đúng rồi. Bị những cái vấn đề cao, coi như là vượt qua cái mức tột đỉnh đó. Nhưng mà họ nói có một cái vấn đề gì đó không biết nữa, họ nói có một cái vấn đề rất là nhỏ trong đó, không có quan trọng để mà họ giữ mình lại. Nhưng mà họ yêu cầu mình là cần phải đi gặp bác sĩ gia đình của mình. Thì thử máu không bị gì hết. Thì cái vấn đề nhỏ anh đoán đó chắc có lẽ là ba cái cholesterol của anh chị. Ok thôi ba mọi người nha, cảm ơn mọi người xem video của hai chồng Tiết. Video bữa nay là chở Mr. Đạt đi cấp cứu, mới gọi là cấp cứu luôn, mà đi vô đi ra đi không nổi luôn. Nãy ông đi thấy còn bình thường chút, ông nằm một tăng cả 2 tiếng mấy đồng hồ, ông đi ra ông đi cũng được luôn. Là do cái gân của anh nó bị cái nớp của anh nó sao đó. Thì về chịu khó uống thuốc, bác sĩ nói đi coi sao. Ok, bye bye.